Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Hiền ạ. Dạ con thưa sư, ở các chùa miền Bắc thường thờ Đức Chúa Ông, Đức Thánh Hiền, Tượng Hộ Pháp, Phật ngàn tay ngàn mắt, các vị ấy có lịch sử, có sự thật không hay có ý nghĩa như thế nào ạ? Đúng là các chùa miền Bắc mình là có ngoài thờ Phật ra thì còn thờ vô số các hình tượng khác nữa. Các cái vị trong đó thì còn nếu mà nói là cái sự mà nó phổ thông nhất và nó nổi tiếng nhất và nó có cái sự ảnh hưởng đến tín ngưỡng dân gian của người dân các cái vùng quê, nhất là người miền Bắc này nhất, đó là hình tượng Đức Chúa Ông và Đức Thánh Hiền. Thì thực ra thì Đức Phật không có dạy là thờ Đức Chúa Ông và Đức Thánh Hiền đâu. Thì thường thường cái thời đầu là chỉ thờ Đức Phật thôi, nhưng về sau này vì cái do cái tín ngưỡng dân gian Việt Nam nghĩ là thờ Đức Chúa Ông, thì Đức Chúa Ông là một cái vị cư sĩ Phật tử, là cái người đã cúng cái mảnh đất Kỳ Viên ấy, và người đã dùng rất là nhiều vàng bạc để mua một cái mảnh đất của Thái tử Kỳ Đà và xây dựng nên cái ngôi tịnh xá cho Đức Phật thuyết pháp, gọi là cái tịnh xá Cetavana, là Kỳ Đà Viên. Đấy là cái ngôi chùa rất là lớn thời Đức Phật và cúng dường cho Đức Phật. Thì người ta thờ Đức Chúa Ông thì với một cái ý nghĩ, với một cái sự khuyến khích những cái người dân, đó là những cái người nào cúng dường cái việc xây chùa tô tượng Đức Chúa sẽ được ghi nhớ như vậy. Tức là giống như là đấy, đây là một cái tấm gương, Đức Chúa Ông này là một cái tấm gương, một cái người đã cúng đất để xây chùa. Vì vậy cho nên là những người dân hãy lấy đó làm gương, hãy hiến đất vào chùa rồi cũng sẽ được tôn thờ, sẽ được tưởng nhớ mãi mãi như vậy. Đấy là cái mục đích mà để thờ lên Đức Chúa Ông là như vậy. Thế này người ta có những cái tín ngưỡng là Đức Chúa Ông được gọi là ông cấp cô độc. Cấp cô độc tức là ông hay cấp dưỡng cho những người cô đơn ấy, những người cô độc, những cái trẻ em mồ côi, những trẻ em mồ côi cô đơn cô độc là ông ấy nuôi dưỡng, ông nuôi dưỡng chăm sóc, giống như là những cái bệnh, giống như là thời bây giờ có những cái trại cô nhi ấy. Thì thời ông cấp cô độc thì ông nào người đại phú triệu phú nên ông có nhiều tài sản, ông cũng hay cấp dưỡng cho những cái người như thế, cho nên là người ta cũng dựa vào cái tích đấy, và những cái người người ta sinh ra những cái đứa con khó nuôi người ta thường nói đây là đến bán cho Đức Chúa Ông. Đấy là cái nhiều những cái tục lệ ở dân gian nhá, dân gian, và rất là nhiều người sẽ làm cái tục lệ gọi là bán con cho Đức Chúa Ông, và có những cái tờ giao khoán là thôi nhé, có những cái tờ cam kết ấy, tờ cam kết và sẽ được đặt lên cái bàn Đức Chúa Ông ấy trong bao nhiêu năm đấy, lại chuộc nạn. Ý muốn nói là cái đứa con này con sinh ra con nuôi nhưng mà nó khó nuôi quá, là nhờ Đức Chúa Ông nuôi hộ, thì ngài là một cái bậc triệu phú đại phú nên là ngài giàu có thì ngài sẽ nuôi con cho tốt hơn. Đấy là một cái hình thức trở thành một cái tín ngưỡng dân gian của người dân Việt Nam ở các tỉnh miền Bắc này thôi. Miền Nam thì không có cái chuyện đó. Miền Nam chưa thấy các chùa không có thờ Đức Chúa Ông và Đức Thánh Hiền đâu. Ở miền Bắc thì chắc là cũng chỉ mấy trăm năm đổ ở đây thôi. Các nước khác không có, người ta không ai thờ Đức Chúa Ông cả. Các nước Phật giáo khác trên thế giới thì các nơi người ta không có, chỉ có mỗi ở Việt Nam và ở một khu miền Bắc thì chỉ có mấy trăm trở lại năm trở lại đây. Mà người ta hay bán con cho Đức Chúa Ông là vì cái lịch sử của ông cấp cô độc, là ông hay nuôi dưỡng trẻ con. Và vì cái thờ Đức Chúa Ông vì ông cấp cô độc là người hiến đất xây chùa, và đấy là người ta sẽ lấy cái đó làm cái tấm gương để khuyến khích người khác ấy hiến đất vào để xây chùa. Và cái đấy trở thành một cái tín ngưỡng thờ Đức Chúa Ông, cho nên người ở người miền Bắc này, người ta đến chùa người ta hay mang rượu thịt đến người ta cúng dường Đức Chúa Ông. Người ta nghĩ là Đức Chúa Ông là người tại gia mà vẫn ăn thịt uống rượu, nhưng mà cái đấy cũng là một cái hiểu sai nhá. Vì ông Đức Chúa Ông chứng được sơ quả, ông cũng là một bậc dự lưu. Đức Chúa Ông là ông cấp cô độc ấy, chứng được sơ quả. Ngay cái thời mà ông còn tại thế, có nhiều người mời uống rượu nó không uống nhá. Chúng cấp cô độc không uống rượu đâu, vị thánh sơ quả không có uống rượu. Và khi chết thì ông cấp cô độc sinh về cái cõi trời Đâu Suất, đang ở trên cõi trời Đâu Suất cũng đâu có ở dưới này đâu. Việc thờ thì thờ vậy thôi, đấy là tín ngưỡng dân gian thôi. Thì đấy là có lịch sử là như vậy, và có cái ý nghĩa là để khuyến hóa mọi người hiến đất vào để làm chùa ha. Ai thờ Đức Chúa Ông là phải thế, là phải cúng dường đất cho chùa ấy. Đấy là cái khuyến khích cho những người cư sĩ, người ta tích cực xây chùa cho nhiều, phát triển khắp nơi. Đấy là thờ Đức Chúa Ông. Còn thờ Đức Thánh Hiền, Đức Thánh Hiền thì đây là tôn giả Ananda, là cái vị thị giả của Đức Phật. Thì tôn giả Anan ấy là một bậc A-la-hán, là cái người hầu hầu cận Đức Phật
trong suốt 25 năm thì thờ tôn giả A Nan cũng tốt. Thì nhưng mà phải hiểu về lịch sử như thế, tôn giả A Nan là một người rất là tận tụy trung thành và phục vụ Đức Phật, thị giả Đức Phật. Ý muốn nói rằng là những cái người con Phật phải theo cái gương của tôn giả A Nan, của Đức Thánh Hiền này, tức là phải hết lòng hộ trì Phật pháp như thế. Tức là cái ý nghĩa như thế, tức là mọi người tôn thờ Đức Thánh Hiền, tôn giả A Nan Đà này thì phải có cái tâm hộ trì Phật pháp hết lòng hết mực, hết dạ như tôn giả A Nan. Thì đấy là lấy cái đấy làm tấm gương để giáo dục con người đấy, để giáo dục những cái người dân. Vì thực sự ra là cái người dân miền Bắc Việt Nam rất là khó dạy, rất là khó giáo hóa, nên là phải dùng những cái hình tượng của các bậc thánh như thế để làm cái tấm gương mới nói được người ta. Người ta theo những quan điểm mê tín dân gian, người ta rất khó nói. Cho nên là các cái vị sư, các vị trụ trì thời xưa ở Việt Nam đã chế ra cái đã nghĩ ra cái cách là thờ hai hình ảnh ấy, Đức Chúa Ông và Đức Thánh Hiền, để lấy đấy để giáo hóa, để giáo dục những cái người Phật tử, những cái người dân ở vùng quê, và người ta kính sợ những cái bậc thánh thần như vậy, và người ta sẽ ngoan đạo hơn, người ta sẽ thuần thục hơn, người ta sẽ sống hiền thiện hơn, người ta sẽ hộ trì Phật pháp nhiều hơn. Đấy là cái hình ảnh như vậy á. Còn cái hình ảnh mà trong các chùa sẽ có cái pho tượng nghìn tay nghìn mắt. Pho tượng nghìn tay nghìn mắt này nói về lịch sử là không có nha. Lịch sử nó không có thật. Bên này là do, đây là một tác phẩm do ở một số kinh đại thừa, hay là cũng có thể là do một cái tích truyện nào đó viết đi. Chứ làm gì có ai bây giờ bốn tay bốn mắt là người ta đã chạy hết rồi. Làm gì có người nghìn tay nghìn mắt vừa xuất hiện đây kìa. Thì cứ mà khắp thiên hạ sẽ kéo đến xem, giống như một cái gì đó kỳ dị. Phật thì cũng là con người, chỉ có hai tay hai mắt thôi, không có Phật nào gọi là nghìn tay nghìn mắt được. Nghìn tay nó mọc ở đâu cho hết, nghìn lỗ chân lông gần trả hết, nên là nghìn tay người mình như thế nào, kỳ dị quá, không có. Nhưng mà cái thờ cái hình tượng Phật nghìn tay nghìn mắt để muốn ám chỉ một cái điều ấy, ám chỉ một cái điều rằng là Đức Phật hay một vị Bồ Tát ấy, thì người ta thường thường gọi nghìn tay nghìn mắt, gọi là Bồ Tát Chuẩn Đề hay là Phật Bà nghìn tay nghìn mắt, không biết. Thì cái này chỉ là một cái câu chuyện dân gian gì đó để giáo dục người ta, tức là ý muốn nói rằng Đức Phật hay các vị Bồ Tát này có rất nhiều mắt, nhưng ai làm cái việc tốt việc xấu thì các ngài thấy hết, cho nên không gọi là phải thưa đừng có che mắt thánh. Người làm cái việc gì đến trước cửa Phật này nó sẽ rõ hết ra, tốt người xấu, cái tâm trạng như thế nào, hành động như thế nào, lời nói việc làm, làm việc gì, đừng có nghĩ rằng qua mắt được thánh thần, đừng có mới nghĩ là qua mắt được Phật Bồ Tát, các ngài thấy hết nhá. Ý muốn gọi là hiển giáo mật giáo gì đấy, muốn nói rằng là để lấy cái hình tượng đó để giáo dục một người là thấy Phật có nhiều mắt như thế, cho nên là đừng có làm cái việc gì đó, đừng có ngấm ngầm sau lưng mà làm những cái việc gì xấu xa. Các ngài có nhiều tay như thế, các ngài sẽ làm được nhiều việc. Thì cái này nó hoàn toàn là một cái pháp tín ngưỡng. Đấy là vì cái người dân gian người ta thích những cái hình tượng thần thánh như vậy, những cái hình tượng mà có cái tính thiêng liêng, tức là cái tính kỳ dị như thế, thì người ta kính sợ, tức là muốn đánh vào cái tâm lý sợ, kính và sợ, sợ mà kính, kính mà sợ. Cho nên là để khuất phục những cái người bất thiện, những cái người ương bướng, tức là có thể là có nhiều cái ngôi chùa, những cái miền quê Việt Nam, cái văn hóa Việt Nam có những người, người ta rất là sắc sược, người ta rất là hỗn hào, người ta mạn Phật khinh tăng, người ta đến chùa người ta có thể mắng chửi các vị sư, người ta có thể cướp phá cửa chùa. Nhưng mà khi người ta bước vào trong ban thờ, người ta nhìn thấy tượng của các vị hộ pháp, tượng của các vị Phật, có những cái sự kinh sợ, tức là người ta nhìn lên mà người ta thấy khiếp sợ. Các ngài như thế, người ta nghĩ rằng là các ngài rất là linh thiêng, các ngài sẽ không bỏ qua cho những cái hành vi xấu xa của mình. Và chính vì vậy cho nên là để mà đối phó với những cái người xấu ở trong dân gian, vì các cái ngôi chùa sẽ nằm ở những cái nơi hẻo lánh, ở những cái vùng quê Việt Nam, và có rất là nhiều những cái người nỗ mãng, những cái người ác ý bất thiện, người ta đến người ta bắt nạt các cái vị sư tu tập ở các cái ngôi chùa đấy. Thật sự là các cái vị sư tu tập ở những cái vùng quê Việt Nam rất là khổ với những cái người dân, về những cái người trí thức thì người ta rất là kính trọng các cái người tu hành, nhưng mà những cái người gọi là vô đạo đức, vô trí thức,
những cái người gọi là đầu trộm đuôi cướp, những cái người ác nhân bất thiện ấy, thì người ta lại cứ đến chùa người ta bắt nạt các vị sư à? Người ta đè đầu cưỡi cổ, người ta uy hiếp, rồi người ta chửi mắng, người ta gây sự khó dễ, và các vị sư sống ở đấy rất là khổ. Cho nên là mới phải dựa vào những cái hình ảnh thánh thần mang cái tính biểu thượng gọi là uy nghiêm linh thiêng đó, đưa lên trên ban, là chính là để đối trị, để làm cho những cái người ác nhân bất thiện đấy người ta sợ, người ta kính Phật, người ta kính những vị Phật có những cái hình tượng kỳ dị đấy, và người ta phải tôn trọng những người tu. Chính vì vậy cho nên là hầu hết các cái vị sư ở các chùa ở miền Bắc này đều phải tạo ra rất là nhiều tượng Phật, tạo ra rất là nhiều những cái hình tượng và trông phải rất là hung dữ một tí, chính là để uy hiếp đấy, để mà đối trị lại với lại những cái người bất thiện ở trong dân gian đấy. Thì nếu như mà một cái người có tu tập ở các cái vùng quê Việt Nam, mình có sống ở những cái nơi có văn hóa như vậy, mình cũng phải thấy đồng cảm với cái cách mà phải thờ như vậy. Không ai muốn thờ như vậy, ai chỉ muốn thờ một Đức Phật rất là uy nghiêm, hiền từ, từ bi bác ái thôi. Chứ có ai muốn thờ những cái hình tượng kỳ dị trong khiếp khủng khiếp như thế khiến cho người ta đánh xa đâu. Nhưng mà vì cái người dân gian có nhiều người, người ta quá là hung dữ. Người ta chỉ kính sợ những cái thần linh thôi, chứ người ta không kính sợ người phàm. Người ta không kính sợ cái người bằng xương bằng thịt, những cái vị sư tu hành đấy bằng người bằng xương bằng thịt, người ta vẫn đến uy hiếp bắt nạt được. Nhưng mà người ta nhìn lên những cái hình tượng kỳ dị như vậy, người ta mới sợ hãi, người ta mới kính trọng, hoặc là người ta sợ, người ta không dám đến nữa. Người ta biết là mình có những cái tâm bất thiện, mình là cái người xấu, mình đến đấy sẽ bị các ngài trừng phạt. Mình mà đến chùa đấy cái gì sẽ bị Đức Chúa Ông phạt, sẽ bị hộ pháp thiện thần phạt. Và chính vì người ta sợ cái sự linh thiêng của ngôi chùa và những cái hình tượng đấy, cho nên người ta không dám đến chùa quấy phá. Đấy, cho nên là các cái chùa miền Bắc Việt Nam mới hay tạo ra nhiều hình tượng của các cái vị Phật uy nghiêm linh thiêng như thế để mà tôn thờ đấy, là vì có cái mục đích đấy, có ý nghĩa chứ không phải là không đâu.